Trẻ mới sinh thì thường hay được đặt nằm ngửa. Tuy nhiên thì việc đặt trẻ nằm sấp khi thức cũng rất được khuyến khích bởi nó có thể giúp trẻ phát triển vận động, giúp cho cơ cổ, cánh tay, vai, phần lưng trên, thậm chí là hộp sọ của trẻ phát triển khỏe mạnh để chuẩn bị cho những vận động khó hơn như là lẫy, bò và đứng dậy. Sau đây sẽ là 5 cách để tập nằm sấp cho trẻ. Cách thứ nhất, nằm sấp trên bụng. Khi trẻ đã ăn no và đang thức, bạn có thể nằm trên sàn nhà, trên giường hoặc nằm dựa vào gối. Đặt bé vào ngực hoặc bụng của bạn, mặt đối mặt với bé. Dùng hai cánh tay để giữ thăng bằng cho trẻ. Mặc dù trong 1-2 tháng đầu, trẻ chưa có thể ngóc được đầu dậy, nhưng tư thế này có thể giúp cơ cổ và vai của trẻ phát triển mạnh mẽ khi trẻ cố ngóc đầu lên để nhìn xung quanh. Cách 2. Giao tiếp bằng ánh mắt. Trẻ rất thích ánh mắt và giọng nói của mẹ. Chúng sẽ luôn cố gắng ngóc đầu lên để nhìn mẹ. Lúc này, các bà mẹ hãy hạ tầm nhìn của mình xuống bằng với tầm nhìn của trẻ, khuyến khích trẻ bằng giọng nói hoặc âm thanh của các loại đồ chơi. Di chuyển đồ chơi vòng quanh để bé có thể xoay cổ theo nhiều hướng. Nếu con bạn chỉ có thể xoay theo một hướng, thì hãy đến gặp bác sĩ để được tư vấn. Cách 3. Nằm sấp trên đùi. Mẹ đặt bé nằm ngang trên đùi của mình, một tay giữ phần hông và mông bé. Có thể nâng cao phần đùi nơi đầu của bé để bé có thể ngóc đầu lên dễ dàng hơn. Cách 4. Bế nằm sấp. Đây là cách bế khá thoải mái cho trẻ. Mẹ có thể dùng một tay luồn giữa hai chân và đưa lên đỡ phần bụng của bé. Tay còn lại giữ phần đầu và vai của bé. Cha của đứa trẻ cũng có thể giúp mẹ bằng cách cầm đồ chơi để thu hút trẻ, khuyến khích trẻ ngóc đầu lên cao. Cách 5. Nằm sấp trên gối. Bạn có thể thay đổi thường xuyên cách cho trẻ nằm sấp. Các bà mẹ có thể cuốn một chiếc khăn tắm đặt dưới ngực trẻ, treo đồ chơi ở trên cao để gây chú ý với trẻ. Bạn cũng có thể dài một tấm chăn mỏng ở dưới để trẻ có thể cử động được dễ dàng hơn. Bạn có thể cầm một chiếc gương đặt trước mặt trẻ. Trẻ sẽ cố gắng ngóc đầu lên vì chúng rất thích nhìn thấy mặt của ai đó. Cha mẹ có thể đặt con nằm sấp lên ngực mình từ khi con mới sinh ra trong khoảng thời gian ngắn từ 30 giây đến vài phút, tùy vào mức độ thoải mái của con. Khi con lớn hơn, có thể tăng dần thời gian nằm sấp. Cha mẹ lưu ý luôn đặt con nằm sấp trong tầm nhìn của mình và không có khoảng thời gian quy định nào cụ thể cho việc luyện tập này cả. Nếu con bắt đầu gắt hoặc khóc thì nên tạm dừng.